Trên. Hôm nay hai chị mình gặp này. Hôm nay chị đứng làm cái gì không? Còn chưa làm gì nè. Nó mới quay nội dung. Nên muốn chết luôn rồi Dung. Đã nói hôm nay em có cái này hay lắm. Có chị muốn làm với em không? Cái gì? Có tiền hả em? Thì giờ không có tiền nhưng mà cho được mấy người kia thì chị tính sao? Con của em bữa nay là chị chủ con nó cho nên là chị phải đồng ý. Thì bây giờ em đi với chị nè. Chị chịu không? Dạ. Em làm trợ lý cho chị mà không thấy à? Em phải ra ý tưởng cho đúng không? Đúng rồi. Mày em phải ra ý tưởng cho này phụ nữ lên quyền lực hết rồi. Rồi là nguồn sống của mình mà em. Đúng rồi, bây giờ chị có làm em không? Bây giờ em có ý tưởng nè. Bây giờ em cho ý tưởng cho chủ con này được không? Được. Chị phải trả thêm lương cho em nha. Không, lương cũng nhiêu đó thôi. Cái gì? Anh Hân đã bèo rồi, chị còn bèo hơn anh Hân nữa. Em thoát cho nha. Nhưng mà sáng chị bao cà phê ăn sáng rồi mà em. Anh Hân đâu có. Ủa, có vậy nữa hả? Có. Vậy thôi, bây giờ chị chở em xuống nhà cậu Bảy đi, có cái này. Được không? Giờ xuống nhà cậu Bảy đi. Giờ xuống nhà cậu Bảy đi, chở em xuống nhà cậu Bảy. Chúc quần ơn, để đâu quần lại chứ, đường này đâu xuống nhà cậu Bảy. Trời ơi, thiệt luôn á, thôi hai chị mình rảnh hôm nay. Rảnh thì cứ làm gì đó cho mọi người coi, được không? Chủ canh mà phải ra giảng chủ canh chứ. Mọi người đón xem qua thương Dung mới làm cái trò gì nha mọi người. Mọi người chờ đón xem nha mọi người. Ồ, đẹp ghê á trời. Thấy vua chị không? Chị nhảy xuống 800 mát rồi. Đẹp quá mà. Tại vì cái đầu xe này như vậy xuống 800 mát đúng không mọi người? Trời ơi, trời này 40 độ vào sau 8 độ hoa sen rồi. Trời ơi, to như cái đồng thủy á. Nhưng mà giờ biết cậu bé tới nhà mình xuống. Trời ơi, thì xuống đi, không có cậu bảy thì có cái khác. Đường này giờ này ống như hoa sen hầu quá mà con. Tao gì đó. Không, chị gọi là chị gọi ông Hân là cậu bảy có cậu mặt cậu bảy à. Hiểu không? Few inches late. Trời. Giờ không có xe ông ở nhà. Tao biết mà, tao biết giờ này là ông đi quay video. Ở quên ông đi chơi game. Chơi game hả? Ông làm gì mà sao ông kiếm gì ấy mà chơi game luôn người ta. Chị gọi ông Hân thử. Gọi ông Hân xuống đi. Đó chị gọi. Gọi chị ông đi. Hân là ông Hân gọi cậu bảy à. Vô nhà cậu bảy mà, hiểu không? Ông thì mày định làm cái trò gì không? Chị cứ gọi đi, kêu là ồ trời ơi, em có việc quan trọng lắm. Chị kêu là có việc quan trọng lắm. Xuống nhà cậu Bảy liền đi, trời ơi, gấp. Là mấy ổng xuống à. Chị gọi đi. Ok. Ừ. Rồi sao cậu Bảy đi uống cà phê là tự đi xe cậu Bảy nha. Quả cho hai đứa đây vô nhà ta lại đi chạy. Xíu, lấy cái túi. Trời, cái xe nó đã lưng rồi. Quả sạn nó ngon như vậy. Báo luôn. Ừ. Vô đây. Sao bây giờ nó cốp anh rồi, chạy ngay chi vậy? Ngồi cho chút uống nước một chút nãy chờ cậu ấy giờ. Cà mía ơi. Anh xoài đây. Ngọt lắm hả bảy? Ngọt lắm. Gì vậy? Xài lắm mày kêu ngọt mày. Sao mày chua lè vậy? Ngọt mày anh ơi, em ngọt mà. Đúng không? Chua lè mà ngọt như vậy? Cái gì? Trời em ăn bình thường mà. Tại sao không mua xài đường á anh? Mua xài gì nào chua lè, lét bệt. Trời ơi, em ăn thì bình thường mà ngon mà. Trời ơi, em đang thèm xoài giả mang luôn á. Chua mà em. Mặt bảy che mày. Ngọt. Xài gì ngọt. Ba chua người sắp kì. Chua ngọt mà. Chua đúng không? Trời, chắc cậu bảy ăn phần dưới á. Đây, ăn phần trên đi. Nha. Không, mà ăn chuối em, mà ăn chuối nó ngọt hơn. Không, em thích ăn chuối, em thích ăn xoài. Anh xoài chuối em tung lại đi nó chảy. Cùng quá. Nhưng mà mình thấy loại chua. Mua ấy chứ. Tự nhiên hai cái này đợi xuống nhà tàu. Thấy xuống nhà tàu có công chuyện gì tốt. Ừ, đi giờ. Đi giờ vậy? Không? Chứ đang xuống nhà cậu Bảy mà. Chua trời, em không thích hảo ngọt. Em thích ăn chua mà có bác em ăn chua luôn vậy. Em chua cho mày thiếu chua này. Mày đen mà. Hả không? Tại chua anh ngọt. Con tặng tạng. Bởi vậy nó ớ phải. Cho cứ. Chả nói là anh thôi. Vừa liền em út mà nói em trai. Mai nói nhưng mà anh thương. Mai hai chồng mày làm chú con rồi mua heo rồi về nướng ăn bè. Có một mình con chú con thôi, không có hai vợ chồng mày chú con. Mua heo về nướng ăn. Tự nhiên đang thèm heo quá à. Quý cái làm gì đó nó một tứ cho gì nữa nè. Quý sáng đâu ăn sáng đâu, phơ giọng vô trong đó. Đúng. Con gái á, nên bỏ nhậu, hiểu không? Đừng có nhậu mà tức bây giờ. Dân cá chuyện hai bao tư. Chán như vậy bè.
em nhậu đâu, trời em gì mà em nhậu, tự dưng em đâu có biết em ngọt đâu tự... Nhưng mà anh cũng từ từ làm gì mà không, anh để thâu chứ làm gì. Gái lứa chưa có chồng có con mà quẹ quẹ cái đó nhạy cảm lắm nha. Gái lứa chưa có chồng có con mà quẹ quẹ cái đó nhạy cảm lắm nha. Chị quỵ quỵ rồi được đó, chứ còn em mà quỵ quỵ đó mệt lắm á nha. Thôi thôi thôi, quỵ quỵ vậy Dung. Chụp mấy đứa con gái đó mà thơ kiểu đó, mấy đứa con gái nó sắc mặt. Chuyện gì vậy Dung? Chụp gì gốm gì? Mà đi bên đâu bằng tư đúng không? Mua hai sáng giờ nó anh. Không bớt cậu ơi, cậu bớt gì dẫn dùm cái cậu mơ ấy. Dạ, coi như nó cái sao giờ nói lại hơn giờ. Cậu cứ đợi em, đợi em kia. Quý gì vậy? Quý gì? Đi khám đúng không? Cái gì? Của nó. Gì siêu âm gốc vậy? Siêu âm bị ung thư ấy. Quay thôi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Cái gì vậy cho? Cái gì ông tờ giấy mày tờ trong túi sách ông không lấy dùm nữa. Cái gì? Ủa sao anh hành lại tờ giấy trong túi em? Anh thấy nó lòi ra. Túi của người ta đựng hàng lượng bạc của này kia, sách đi lấy để. Nó bị gì chứ? Tự đồ. Cái mày sát làm gì rồi? Cái siêu âm. Gì vậy? Siêu âm hai mày, qua vậy? Em giờ em cũng không biết hoài luôn á. Mày Dung. Ê, đừng có hèn chi, đừng nói thiệt nha. Tôi không có tin đâu á. Thì anh nhìn tờ giấy anh biết mà. Cái mày tự nhiên có bầu gì ai mà em biết mày. Em đâu biết đâu, tự nhiên em có bầu vậy chứ em đâu biết quý đâu. Quý á, anh nghe cứ đi thằng này thằng bé. Thôi bớt hài. Làm người em biết rồi, bớt đi con gái. Quên đi. Nguyễn Thị Yến. Ủa thì anh không hiểu à, em làm vậy là em để mặt mũi cho anh Hân á. Không hiểu à, em làm vậy là em để mặt mũi cho anh Hân á. Mặt mũi cho anh Hân, em đang làm gì với anh Hân mà bây giờ em kêu là Dung, bây giờ ai biết tên em làm sao em có bỏ được không? Wow. Em để mặt mũi cho anh mà sao anh làm như vậy? Tự nhiên cái tân thiệp cái không có bầu được. Bộ tân thiệp mày chứ em đang làm bên cầu bảy nè, em cũng là một team của anh Hân, bây giờ em mang bầu là có hai người làm, mang tiếng em rồi, bây giờ cái xuống là đổ thừa em nữa, anh hiểu không? Lấy tiền của vợ cái nào đưa ra nói nhỉ? Là sao này, mày là sao chứ? Phiếu siêu âm tư nhân cậu hiểu không? Chứ bây giờ vô cậu nói tên gì đó, tư nhân tên nói chứ? Kêu Trần Thị Mỹ Dung sao, người ta biết con sao? Tôi cũng thấy cái mẹ ở trong cái thằng nhầm nhỏ nhỏ trong đó chúng cậu bị lắm anh. Tôi cũng thấy cái mẹ ở trong cái thằng nhầm nhỏ nhỏ trong đó chúng cậu bị lắm anh. Cậu nhiêu không? Cậu thấy đâu ấy? Tức là mình đi vô cái phòng khám siêu âm tư nhân á. Người ta chỉ hỏi tên ở đâu thôi. Tên và ở bây giờ mà nói bao nhiêu Nguyễn Thị Dung rồi là người ta biết. Nói trên YouTube. Chứ trong khi đó coi là một dân YouTube mà bây giờ nói tên con ai biết rồi, bây giờ mặt mũi cậu phải mày ra bầu đâu. Tao nói mày nghe. Bữa giờ là tao đi bán trứng, tao thấy cháo trong nén người quyền này. Tao nói tùm lum thằng chớ vậy. Ở Phú Tài nè. Cũng thấy nè, nguyên nhà cũng thấy nè, cục đá cũng thấy nè. Cho con coi lại cái mặt mẹ thấy, anh nhớ cận nhà cậu bấy cũng thấy luôn. Ở nhà nào, tao đâu liên quan mày. Cho nên xuống dưới đây. Con này ngơ lấy mặt dâm. Dung. Cho con quý này có bầu gì ai mày biết mày. Chị tự nhiên em có bầu mày chứ em không biết đâu. Dung, nhưng mà chắc thì mày đừng bớt hài nha. Ê, cái nào cứ giỡn, cái nào bây giờ nhiều người quá, bây giờ em làm sao em biết được. Anh xoài đủ đi. Giờ xuống nhảy đi với anh Hân, cậu bấy và em đâu biết đâu mà. Là thiệt hả Dung? Trời ơi, anh đi 3-4 tháng này rồi. Bao nhiêu tuần rồi cậu? Cậu anh từng... nữa tao hỏi thằng Hân thôi. Chào em. Ê, thì kia. Suốt ngày con đi với cậu bảy với anh Hân với bên tin chung trẻ trâu chứ đâu đi với ai đâu. Hân. Là sao mà đây? Thì vậy là ông này cũng có năm nay luôn. Never. Anh này chỉ nghĩ anh chỉ nghĩ tại sao này. Chứ bây không giờ mặt mũi anh Hân vậy mà em để tên em thì anh nghĩ đi. Bây giờ cây anh xuống là do ai nữa đúng không? Đúng rồi, mày nói được cái mặt mũi nha. Em được chưa? Em đâu dám nói tên em. Tao bất coi đồng hồ. Thôi có bầu vô nhà xui lắm hay gì vậy? Dạy cầu nói vậy. Gì vậy? Có bầu vô nhà xui lắm. Cậu bảy ngồi xuống đi, con chưa nói chuyện với cậu bảy đâu. Mà sao nó lấy từng chắc mà nói từng những thì yếu.
có bầu xui lắm, có bầu vô nhà xui lắm. Gì đấy, có bầu nhà buôn bán mà có bầu vô nhà xui lắm. Nè mấy bữa nay con mặc váy áo trong nắng, mặc đồ này có phải mặc áo trong nắng để che cái bụng nè chứ có muốn gì đâu. Chào anh. 6 tháng rưỡi rồi mà còn ít tối gì nữa. Cái bật đồ vô đi về nhà. Ê. Thì sao mà đang ăn rồi sao còn vô gì nữa? Đi cho vô bữa rồi. Không gửi rồi, anh nói được, anh là nói dung này, không gửi rồi, anh rất là đeo đeo. Cái con thằng hồ tại sao nó trước, anh đâu có biết. Bây giờ chúng con... Mày cũng sao quá tệ à, mày đúng không? Ờ, đúng á. Trời mẹ. Sao chứ, còn bây giờ bán em cũng ớ luôn. Đúng không? Thảo đi gì vậy? Hèn gì, ông bán mấy tháng trước gà nớ ra tùm lum. Đúng đầu. Chứ bây giờ bây giờ cậu bạn của anh Hành cũng muốn em làm được đúng không? Bây giờ thì em có bầu mà không làm được đúng không? Bây giờ mày... Bây giờ mang tiếng hai người đúng không? Trời im im phang phang nha. Nghĩa là mấy bữa nay em lên làm chú con em mới vượt lại được một chút xíu này. Chứ không thâu bớ trong hăng làm chú con là không. Bây giờ anh hỏi em một vấn đề tới nhỉ? Biết là thiệt. Em nói thiệt. Mày có quạt quẹt gì nó không? Rồi bây giờ mang bầu mày coi nó coi. Cậu con ở đây chỉ có đi với cậu bạn Hành với team Trung Trẻ Râu thôi chứ em không đi với ai. Bây giờ bên Trung Trẻ Râu lần tới 5-6 đứa. Không lẽ mày chia thứ mày đi mày nắm tay không có bầu. 6 bè 5 7 đồ ra nè mày vốn nhiều mày. Mày không biết tại sao em có bầu luôn. Quý mày có ăn nhậu đồ gì không? Nhưng mà sao của cậu bé? Cậu bé. Mà sao nhìn cái miệng nó giống cái miệng cậu bé vô vậy? Ê mày nói cha nè, mày nha. Cái ăn đầu mày nha. Không mày giống việc này. Không cái có biết đâu mấy bây giờ nó nói có trách nhiệm với em chứ bây giờ em một thân một mình đồ, một tay không ai lo cho em hết rồi mà hai dạ. Phải lo cho em chứ đúng dạ, không dạ sao cái lúc sùng sướng á cái đồ, lúc sùng sướng á mày không được rồi tao chụp hình tao gửi lên trên tìm em ơi ông đang quen ông đây để con gọi điện con gọi cho không không thôi hai người không giúp được thôi để đó con tự xử bây giờ ê sao cái lúc mày đang sùng sướng á mày không kêu ơ cậu bé quá con sướng cậu bé quá sao mày kêu Baby, chỉ anh có chuyện này quan trọng nha. Đừng nói mày. Là con đứa điều tra cho đàng hoàng. Thôi, tự nhiên nói là anh gì? Tao ngươi là... Chuyện quá, tự nhiên nói là anh gì? Ông người tao nói tao đàng hoàng, mày cùng chạy. Tao ngươi là cái thằng phi xít này. Con quý này nó phá ăn thịt mỡ chứ gì? Không, con nhìn mỡ nó ớn rồi. Ớn rồi, cho họ, anh cho cố vô. Anh cho giật cái miệng, nó giúp cậu thôi, giật cái miệng. Ê cái này phê xích cái miệng cũng ơi như tao như bây mày. Bây giờ con nói nè, bây giờ hai người có chịu trách nhiệm với con không? Quay, tự nhiên hai người là ai tự nhiên luôn rồi. Tự nhiên tôi gắn với cái màu đỏ. Tiếng phân luôn đó nữa em, thử. Ý rồi, người xuống đây thì một thân em làm cây hơn đây hơn, phải có trách nhiệm với em chứ. Dung, bây giờ mà em đừng ồn ào nữa. Sáng nay anh quạch tẹt mà luôn. Tao khẳng định luôn. Đồ mày dứt trình của tao mà tao nói cái con hàng hồ nó xuống tao không biết lý do bây giờ ngày hôm nay tao mới biết lý do. Ủa vậy là lý do em xuống cây là có bầu quá hả? Trời ơi nhầy tấu mày đi tầm bậy tầm bẹ xem sáng giờ mà quay phim là bắt đầu mày thấy không nó dính dáng từ mang tai mang tiếng bây giờ mày thịt nạc mày không ăn mày ăn còn thịt mỡ không? Tao thịt nạc này thằng hơn thịt nạc này. Ê con là xương ba rọi nha thịt trí. Sao tự nhiên mày cứ ăn physics mà nuốt thì physics vô giờ con, mở không tao. Biết bây giờ hai người ngồi đây hai người chịu trách nhiệm với ô, con tự nhiên chịu trách nhiệm ô rồi tự nhiên chịu trách nhiệm con không biết đâu tự nhiên đó. Lúc cha đẻ rồi giờ nó sướng rồi mát mẻ rồi cái mũi nó nở đây sao cũng giống giấy như vậy ông em thằng giấy nó mới cứ vợ nói tàn tàn nó ê chưa chắc nha có vợ chưa chắc vậy nhưng mà không có tại sao con dùng nó xuống đây. Ý là em tại sao em xuống đây mới xuống đây làm gì? Xuống đây con gặp mười bảy. Đó, quá rồi. Rồi xe nó vô mày nói gì lại mày? Đi gì à? Không. Đi gì à? Con luôn biết quậy. Ê, thằng kia. Trời lẹ mày. Bước ra mày. Từ từ. Đừng manh động. Con vô biết quậy luôn. Vậy. Có gì vậy? Cái gì vậy? Đâu rồi quá không? Con quan phí mười bảy. Rồi bây giờ mười bảy chưa làm gì? Cứ từ từ nói chuyện. Bây giờ nói yên chung nè. Nếu đúng con cậu bảy á, là phải nói. Thì anh nói cho đàng hoàng mày chuyện đó chị không nói có gì nói không hai điều mà bạn lúc đầu cũng chửi em biết cái mọi chửi nhưng mà lúc đầu thương em ấy đó tại vì lâu á còn bạn cứ kêu con xuống đây làm gì con làm gì nữa làm gì cũng không sao mày tao lấy mày đừng anh nói cho đàng hoàng nhẹ tao tao dắt mặt rừng không còn biết con xuống đây con nói chuyện với bạn cho con nói chuyện với cậu bạn đó tao lấy mày nhưng mà mày lên nhà đi đâu có gì chiều tao nói không vậy làm gì hẹn chung cá tao nói mới làm gì không có hôm nay có mọi người 4-4-3 mặt ở đây cơ bảy ông ấy con việc cũng nói cơ bảy mày chứ mày có gì đâu tao mà tự nhiên kêu tao không muốn biết quả ai hết nhưng mà con bây giờ con bắt cậu bảy á thằng người đàn ông đàng hoàng sao mày có nói với mờ bảy
tao lại mà tao đi bán trứng được rồng. Nhưng mà cậu bạn cũng phải có trách nhiệm với con. Con một thân một mình xuống đây, cậu bạn cũng phải có trách nhiệm với con chứ. Tự nhiên tôi trách nhiệm chỗ nào? Bây khó nhận bây. Tìm ra thú phạm rồi, cậu bấy. Đúng rồi, đang dùng đầu mà bấy giờ đây mà. Mày nói lẽ mày. Con xuống đây là có lý do rồi đó. Ai xuống mày ấy giờ chết không cậu bấy, bây giờ là chết không cậu bấy. Liên quan gì, bây giờ mày. Tự nhiên tao chó mày đi luôn vậy. Thì ấy thì cậu bảy lúc đấy giờ cậu bảy ai cũng biết là cậu bảy lúc nào chờ con đi ấy, bây giờ mang tiếng là mang tiếng cậu bảy chứ không phải mang tiếng con nữa, là cậu bảy là nó phải có trách nhiệm với con. Dung, em dở dại vậy Dung. Em không có dở dại. Ông già khai nghề cái mẹt ống đen thui xấu quét mà. Khai nghề cái mẹt ống đen thui xấu quét mà. Điệt mạng. Đúng này. Bởi vậy ai không dính thì chính chứ cậu bảy. Ủa vậy? Hết người dính rồi sao? Để tao ngầu tao lái xe tao chờ nó đi, nó phía sau nó ôm thay vậy các bạn. Ai biết đây thấy chưa? Có đàn ôm rồi thấy chưa? Cậu bạn cũng nói là có đàn ôm mà. Kìa, ai... mà mấy gọi kìa. Nhưng mà xấu giờ mà chỉ là tao gì vậy, bữa nào đi đá xem chùi xuống chào đi. Bây giờ giùm cái. Không có chồng. Bây giờ xuống này. Mày chung lắm không? Mở bẫy gì á chị đi. Quê cứ mở bẫy luôn. Mở bẫy anh cũng nổi nha mày. Con không biết con mẹ không thấy trời. Trong mấy anh em không có nhà nào phù hợp bệnh nhà cũng cậu bấy hết đâu. Sao không? Không, cậu bấy bây giờ cậu bấy đừng có cháu cài nữa, con nói thẳng này. Cứu cậu đồ nằm cứu, đoạn này không cứu được. Anh bánh là phải trả tiền, giờ cậu phải có trách nhiệm với con Dung. Không phải anh bánh trả tiền. Em có lấy tiền của cậu bảy đâu. Em vợ trả tiền. Nhưng mà không. Giờ bây giờ vợ chồng con là không liên quan này. Thôi vợ chồng con đi gì à? Không, anh hai có, anh hai chủ coi em phải có trách nhiệm chứ. Tao trách nhiệm gì mà mày. Anh phải có trách nhiệm với em chứ, anh là người mày, 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 anh đi nhậu với em là anh phải có trách nhiệm, anh phải bảo kê em này kia. Anh tự nhiên em có bảo là trách nhiệm của anh đúng chưa? Vậy giờ mày mày ngu với thằng nào mày mới nhậu còn trách nhiệm nữa mày. Trách nhiệm của anh là anh chủ canh không chịu lo cho em để cho em có bầu. Còn quý cái ngang tôi gài như vậy đi ra đám xiên kia bè bốn đứa giữ lộn cãi lộn xem rồi vô cho sâu đi. Đi về nhà đi đái đồ cái hè cầm siêu âm rồi đi đái xem tự nhiên liên quan tới tao. Đâu nhà rồi. Tao như nhà chùa nè cho mấy trăm ngàn này còn nhiêu y gì ơi tao lấy mày á không không đón được trên đệ nữa gì tiền gì mấy trăm ngàn nữa coi đi bởi như tao bán trước còn nhiêu đó 80 ngàn 81 ngàn một triệu mấy trăm ngàn sao mày lúc nào mày cũng coi đồng tiền tao thì bán xe bà mà mà Dung nó xuống tới nhà của ông cậu bảy rồi nè tự nhiên con Dung nào cái mực gọi mày mày làm gì nè. Dung không muốn gặp mợ. Con muốn gặp với mợ. Lớp trường mợ. Dạ, đang gì vậy mợ? Trong quân. Rồi. Đừng, tự nhiên mày cứ lấy số mợ, mày gọi mày mẹ luôn à. Mày gọi được thì ai gọi mà không được. Gọi cho mợ cháu mà không có số điện thoại là không có tình cảm rồi. Ông đi gì vậy? Ở trời làm gì dưới đây? Anh xuống phá nhà phá cửa, đốt nhà đốt cửa tao. Sao nhà tao đâu có gì vậy? Cậu bảy đã hứa với con rồi sao giờ cậu bảy làm như thế? Gì mà? Tao có hứa gì đâu. Cậu bảy đã hứa với con rồi mà cậu bảy sẽ chịu trách nhiệm mà sao giờ cậu bảy vô trách nhiệm với con như thế? Mẹ tao không chịu trách nhiệm gì. Mày anh mày. Cậu bảy hứa là suốt ngày chờ con đi làm YouTube này kia ở chăm lo cho con này kia còn kêu con về đây ở. Đúng không anh Hân? Anh Hân vừa trước kêu cậu bảy kêu ở về đây ở anh Hân lo. Không nhưng mà sao anh thấy cái lỗ mũi đây nó lại giống bác gái hơn là giống cậu bảy. Đúng rồi giống bác gái vậy. Bác gái. Nhưng mà cái miệng giống cậu. Cái miệng thằng phi xích nó không giống ai xì tao sao mày. Cái miệng điều nó chơi ít hơn tao đâu. Để gì vậy? Lên tao mày anh nhớ mà mày có chứ đánh nhờ với em không? Anh nhớ không? Tao không nhớ đánh nhờ với tao chịu sao luôn á. Rồi bây giờ mày kêu con mày đấy ở nữa. Rồi bây giờ tiền xài để tao nhớ tao ném tiền xài. Rồi tao giữ rất nhiều tiền xài á. Không. Con không biết. Mình cậu bạn phải chịu trách nhiệm với con không? Con vô nhà cậu bạn con ngủ. Ui kinh nhé. Con quý âm mình đi về nhanh chứ mở mà bây giờ mấy con tao mệt. Đây nè, đây nữa nè. Bây giờ các bạn tính sao? Đừng ngồi xuống mày ngồi từ từ bình tĩnh nó chịu. Ê giờ cũng cậu bé ông dậy rồi.
già mà ông giảm tầm 7, đụng đông giảm nó mà ông đụng đông tắp đó. Chứ có 7 hứa rồi, sao có 7 kỳ vậy? Cậu cháu nghèo sao mà tin tưởng tao mày, tao người đàn ông đàng hoàng. Con muốn tin nhắn luôn cậu mẹ, giờ con biết đường nào bên cậu luôn á. Dung, có nhiều thì giờ cho có 7 đó. Dung, em đừng la nữa Dung, nó anh không có thay kỳ. Giờ anh cho anh hỏi lại một câu cuối cùng này. Cái này là của ai? Của cậu 7 đúng không? Điều cậu bảy nói là cậu bảy có trách nhiệm thì cậu bảy phải có trách nhiệm chứ. Cậu bảy mở miệng ra, cậu bảy mà. Ê, cái nào cái này anh không chịu nha. Mở bảy bây giờ này bà biết là bà lầm thẹo anh á. Cái tẩu bà đi dẫn đi làm YouTube xong rồi giờ. Cậu bảy quan tâm về làm được hả nha. Không vậy á, giàu được đâu, chứ cắt đi. Vậy. Tự nhiên cái không lẽ cái Bình Định này ai người ta. Trẻ Bình Định này có bầu hết đây chui chúng tao. Còn về đi về. Ê nói nè. Nhìn về tao thấy nó vô cái sản nhờ này. Còn nhìn kia tao thấy nó vô cái sản nhờ này. Còn nói không ai tin nè. Giờ vô cháu sao mà tin tao mày. Cậu bạn ơi. Cái gì hả mày. Giọng cái gì hả. Nhưng mà cậu cũng thấy cái trường hợp của cháu. Ông ấy cũng gọi cho mẹ con mày. Không hỏi cháu rồi. Đâu cũng gọi mẹ cũng hỏi. Mày anh ốc đồ thì mày tìm người khác đâu ấy con. Cho nhà cậu không có chỗ đổ đâu. Đồ gì hả con là ngu. 2-3 tháng này đi tục không biết lý do tại sao. Bây giờ nó đòi ăn lý do đây rồi. Chứ lý do gì nữa. Bây giờ này anh Dung nó gì ở đây, đắp đai rồi. Bây giờ con nói đây. Bây giờ cô bảy không có. Ở chứ nào ở đâu, cậu nào nó chứ liên quan tới tao mày. Bây giờ con nói cho cái chuyện nó chắc thôi. Tại sao mấy người kia giàu á, sao con đi đồ hỏi đi. Nha cô bảy có gì đâu, tại sao con kêu bảy gì đó. Mày đừng có đố tầm bậy mẹ đúng không? Chỗ nào mà ngon là nó đố. Nghe em nói đúng không? Biết bao nhiêu người đứa có tiền thì sao em kêu nó đổ vỡ đi. Ở từ nhà có gì đâu. Mà từ trước kia vô đây đi kêu đồ vợ. Cậu bảy lo chịu trách nhiệm với. Bây giờ cậu bảy nói không có trách nhiệm với con đúng không? Không cao trách nhiệm gì. Không dùng cho nó đụng. Không gọi mấy cậu giờ ngầu đồ ngầu chung lắm. Mày cùng quá à. Tự nhiên nhà tao to không chưa giờ đàng hoàng. Tự nhiên giờ đều tan nhà nát cửa đây hả mày? Chứ thấy khó quá cậu nói giải quyết mất mà. Con đã không muốn như vậy là mày cứ ép. Ê con cầm mấy chục nhìn lên uống nước đi. Trên coi này. Cậu phải đưa em này, cậu có chấp nhận được không? Làm gì vô đêm như thế này? 70,000 mà cậu làm gì 70 với mấy ngàn gì cậu? Tiền đó là tiền lao động là vinh quang. Thành ra mà đem mà uống nước mía nó cũng cảm giác thấy ngon nữa. Vậy trách nhiệm làm chỗ nào đâu trời. Thử có 70,000 mà ốm đâu ra vậy. Vậy mà kêu con vô đây mấy ở ngàn đây là làm cái gì? Vậy mà nói lúc mà sung sướng kêu con vô đây ở. Rồi thật lị mày chứ nhà tao có chỗ nào đâu ở. Cái phòng sâu thiệt rộng mà. Phòng sâu đâu. Đừng dùng dọn ra. Không được đâu nữa, tao vô tao tính. Nhiều tiền 70 mà không chịu nữa đó, tôi tính đi. Bật máy đi đi. Quỷ này tao nghi, nãy giờ tao nghi nghi rồi. Tao thấy tao cũng chở. Không do cậu bạn đầu tiên nói vậy á. Mày bạn thân thông minh ấy, chứ không là cũng do tay em. Bảy ơi. Khói cần tiền mày. Ừ. Để con vô con dọn cái phòng giao chung đó hả? Mày. Ngày ông nhiều quỷ đi nghĩ nữa ta. Nhờ sao? Đoạn ra thử chứ ai biết sao. Qua em không có chịu nha. Bỏ câu em mẹ mang tiếng em bầu gì này kia. Phải có câu em hầu hủy nha. Chú anh tướng đâu chung đâu mà dở dãi dữ này ngứa ra. Đúng rồi ngứa, đúng rồi ngứa ta. Chị chủ cây rồi phải dạy cho. Còn phần chị nữa đâu. Thì phần chị vừa phải thả thôi chứ. Còn phần em nữa. Dạ nhưng lại ông Hằng còn đứng không vậy ông Hằng. Ông Hằng phụ trợ thôi chứ. Đúng không? Bảy, khỏi bảy. Quyết định rồi. Con Dung nó ở cái phòng dưới cuối cùng gọi cho mày. Tao lại mày à. Không, cái chỗ đó nó mát, nó đâu có bao nhiêu tụi không, em thích nằm gần kế phòng vợ chồng ổng thôi. Dung nè. Mày đáng nữa Dung. Này con. Nó cậu dành dụm được nhiêu đây á, đi mua sữa cho cháu nó uống nha. Đi lên chỗ thằng Trung á. Đi lên chỗ nhà thằng Trung, nhà nó có gì kiểu. Thì anh lại sai đủ. Nè. Đâu đi về đâu đừng xuống nhà cậu nữa nha. Ngày mai tao lấy dán tờ giấy YouTuber anh đừng xuống nhà tao nữa tụi mày. Đâu vô dọn cái phòng đó. Đâu con lại mày. Nhưng mà vậy. Đâu con vô con dọn cái phòng cho. Cậu bé con giờ bây giờ này cậu bé. Giờ cậu bé ngồi đây nói chuyện tâm sự vô không có ngồi chút giờ mà bây giờ rồi nói chuyện không. Mở mày đi làm tới chiều rồi. Bây giờ không có ở nhà đâu. Đi về. Cậu bảy ngồi đây với tao. Tao đây đi về. Đi về biến giùm tôi cậu cái biến khỏi ấy đầu đớn xài đây cậu ở nhà cậu ăn cho được không được luôn đúng không tao đi về không con của con mà sao của mày đi về của con luôn á đi về cho mấy đứa mày
Ô, đừng có đổ tao mày mẹ nữa, tao lạy mày ốc giá luôn, không có chỗ đâu. Bây giờ dài, bây giờ cậu bé vô nhà, cậu bé ép mình suy nghĩ giờ tậu lẩu cậu bé ơi. Đỡ con xuống nói chuyện với con chung rồi, có gì con gọi điện cậu bé chút nha. Mày đổ, đừng đổ. Không định nha cậu, không định nha. Trời ơi, ông Dung mà sao em đưa cậu bé. Ấy mày ngứa ra cho ông vậy đó Dung. Ông vừa xấu vừa điên mà. Mới vậy. Tao nói mày bao giờ có chồng. Dạ, giờ cậu bảy cái cu biết em chơi. Ăn về nhanh cậu. Trời ơi, cho gì. Chủ nằm đóng cửa. Đóng cửa làm cửa. Thấy không? Đây, mình xuống dưới kia mình nói chuyện với mấy đứa mẹ ông nói đi. A few inches later. Sao cái gì mẹ? Sao đánh vậy? Ủa sao con ông cậu bé là phải nói anh biết trước. Nói bây giờ con cậu bé nè. Đỡ anh cũng suy nghĩ ra cái cách cao giờ ông thôn. Dung, mày thấy ông không? Chứ nhà ông tí mày và có bầu rồi sao quá tẻ đồ làm cơm đi xuống rồi. Trời ơi. Sao nữa? Không, em thấy vẫn chưa đã nha. Chưa đã gì? Chị em mà hả? Em mà trôn mở bảy vô quấn có bảy nữa mới sướng kìa. Tiền bạc em một bỏ qua bên. Thôi chia tiền đi chứ bỏ qua bên chơi vậy. Chô cũng nhớ nữa nha. Nhớ nữa. Công ta đứng nãy giờ. Cho làm gì vậy? Em muốn không? Đồ không? Đồ cho. Đồ theo như hai cái mướp này. Dạ. Gì có 300 vậy? Chị 200 em chém được đâu. Bỏ con em mang tiền em mang bầu nữa chứ chị kìa. Thì con không chứ đâu phải mang cái tiếng đâu. Ê, anh kia cho nó công bằng nè. Anh 200. Còn em Dương biết không á, là con gái uống nước mía không mày. Nên là 100 là được rồi, hiểu không? Đây, hai đứa uống nước mía 100 là đủ rồi. Ok. Chị anh, hôm kia anh Hân mới nhắn tin em á, rủ em À, có, hai có, hai trăm nữa của hai chị em hậu, anh giờ anh lấy hai xài được rồi. Đủ đi đâu? Ờ, không, chạy không chạy được. Đủ đi đâu? Anh Hân nhắn tin em đi làm YouTube. Nhắn tin em đi làm YouTube, hôm kia đi làm YouTube. Không, nói giờ đừng nói bằng bạn. Thiệt không? Ê, vợ cái nào giỡn, cái nào thiệt là thiệt, em hiểu. Không, có gì nha. Thiệt á, chứ anh Hân bày bà là em quấn liền á, chứ dễ gì. Nè, chị 100, em 200. Đó, gì uống nước. Tao cứu giờ à, tao 200 tao mới chịu. Tao chú cơ. Thì công sức em có 100.000. Lương thì bèo bọt rồi mà nhiều. Lương 700.000 mà bèo. Trời, lương 700.000. 700.000 mà bèo. Trời đất ơi. 700.000 một tháng mà bèo. Rồi, vậy chứ một ngày 22.000 mà bèo. Thôi vì anh em, đúng, ok vì anh em. Đúng rồi. Gì? 23.000 luôn á. 23.000 đủ xe em đi gì hết. Từ nhà em lên nhà anh lương chỉ có 500 mà. Trời ơi. Em thôi. Thôi chị em mình kết thúc video tại đây nha mọi người nha. Chúc mọi người xem video của hai chị em Tron vui vẻ nha mọi người. Và kênh ủng hộ cho team anh Hân Hô nha. Bye bye. Bye bye.